các bạn biết nó không cố gắng mà nó vẫn thắng đó. Thì có một bạn chia sẻ với tôi như vậy, thì thật ra là trong cái game này á, nó có một cái quyển sách, cái quyển sách này cũng rất là thú vị các bạn. Nó đương nhiên nó bằng tiếng Anh, nó vào khoảng 150 mấy trang đó. Thì trong quyển sách này á, nó có nói về cái chiến lược chơi cũng như là cái câu chuyện mà là thị trường phía sau trong cái trò chơi này đó. Thì quay về cái câu câu hỏi cái câu hỏi của bạn á, thì đây cũng là một cái trải nghiệm của tôi khi mà tôi tập huấn cái game này, tập huấn mà là để mà đi dạy đó về cái game này ở Shanghai, ở Thượng Hải năm 2014. Thì tôi lúc mà tôi chơi cái game mà sản xuất á, cái game mà là logistics á, nó phức tạp hơn cái này nhiều. Dạ em chào thầy ạ. Em có trải nghiệm game này được 2 lần á, thì có cái lần đầu á thì nhóm em chơi thì bị lỗ khoảng 10 À, triệu. em thì không có bổ sung gì ý kiến của bạn. Em chỉ này em chỉ nói là em chỉ có đảo đảo ngược cái biểu đồ của bạn lại là trục ngang là trục trục ngang là giá, trục qua trục đứng là sản phẩm, sản lượng. Rồi. Ok, bây giờ một rồi sau khi các bạn vào thì các bạn chọn vô giùm thầy là có cái môn hôm nay của thầy nhất á. Đây là những cái môn trước đây các bạn không có chọn, các bạn chọn giùm thầy là cái môn mà Introduction to ERP Sim nè. Rồi cái lúc đó thay vì cái nút Start ở trên đây ha, các bạn chọn giùm thầy là cái nút Enroll. Nhìn trên cái màn hình của các bạn á, nó sẽ có cái một cái nút tên là Enroll, chính là tham gia vào cái lớp học này á. Rồi góc phải nó có một cái nút màu green. Rồi được ha. Rồi có nghĩa là sau khi Được các chưa? bạn Nằm trên đầu vào luôn á. đây rồi. Rồi bây giờ các bạn ở trên tầng 701 cùng dưới cái hội trường luôn ha. 3 2 1 rồi, các bạn đồng loạt tải giùm thầy. Bạn nào mà thấy cái file mình về xong rồi giơ tay giùm thầy nha. Rồi một bạn